Đây quý khách nhé, đây mà quay chi tiết cho quý khách xem bộ thảm nó sàn cao su của Vina Hasen, dùng chung cho đời từ 18 đến 2021 hiện nay luôn quý khách nhé. Bộ sản phẩm thì gồm có 3 cái tấm lớn như thế này đó. Thì chất liệu thì nó bằng cao su đúc quý khách nhé, đâu cao su đúc nguyên khối rất là dày dặn đấy quý khách này, đó nó dày đến khoảng 1 cm luôn đó. Bề mặt thì nó có kiểu tổ ong như thế này đó, có chức năng là nhất là để làm đẹp hơn, hai là chống trơn trượt khi mình đi lên xe, ba nữa là nó giữ lại một phần cái cát bụi nó ở đây, nó không bị bay lung tung trong xe đó. Thì trên đây là có in cái chữ ASEAN, tức là dành riêng cho xe ASEAN này quý khách này, đó rất là vừa vặn quý khách nhá. Đó đằng sau thì có các cái gai như thế này để mình chống trơn trượt khi mình lắp lên xe đó. Địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng mua hàng là cứ liên hệ với bên em nhé, bên em nhận ship hàng và giao hàng trên toàn quốc luôn đó, hàng cực kỳ vừa vặn. Rồi, xin cảm ơn quý khách rất là nhiều nhé.